là dòng tên lửa tầm nhiệt không đối không đầu tiên trên thế giới, có tính năng mạnh mẽ, khó bị gây nhiễu và gần như không cho đối phương có cơ hội sống sót nếu rơi vào tầm ngắm. Đó chính là những điểm đặc biệt tạo lên tên tuổi của dòng tên lửa AIM-9 với biệt danh Sidewinder hay rắn đôi chuông. AIM-9 do hãng Raytheon sản xuất là một loại tên lửa không đối không tầm ngắn, được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 1956 và sau đó là cho Không quân Mỹ vào năm 1964. Đây là loại tên lửa tầm nhiệt dẫn đường bằng hồng ngoại, có khả năng tự hiệu chỉnh đường bay linh hoạt. Đã có thông tin cho rằng Liên Xô từng thu được một tên lửa AIM-9 nguyên vẹn và sử dụng công nghệ này phát triển ra nhiều dòng tên lửa có tính năng gần tương đương. Hiện tại, AIM-9X là phiên bản mới nhất, hiện đại nhất của gia đình rắn đuôi chuông. Tên lửa có chiều dài hơn 3m, đường kính 130cm, sải cánh khoảng nửa mét. Với trọng lượng 85kg, tên lửa có tầm bắn tối đa là 35km. Tên lửa sử dụng hệ thống động cơ nhiên liệu gắn với cơ cấu thay đổi vector lực đẩy 20 giúp tăng khả năng cơ động. Cảm biến hồng ngoại đa phổ tiên tiến khó bị gây nhiễu với góc nhìn lên đến 90 độ tương thích với hệ thống nhắm mục tiêu trên máy bay hoặc trên mũ điều khiển tích hợp giúp phi công dễ dàng hiệu chỉnh đầu dò của tên lửa AIM-9X và khóa bằng cách nhìn vào mục tiêu. Ngoài ra, cảm biến mới trên tên lửa còn có tính năng cho phép phi công chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất nên hiệu suất chiến đấu rất cao. Khả năng sát thương của tên lửa là đầu đạn nổ mạnh dạng thanh răng kết hợp với ngòi nổ cận đích tạo hiệu quả phá hủy mạnh mẽ. Hiện AIM-9X có các biến thể khác nhau với tầm bắn nâng lên 50km và tích hợp công nghệ Lock After Launch cho phép tên lửa được phóng đi rồi mới khóa mục tiêu. AIM-9X được thiết kế để thuận tiện lắp đặt trên nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại chuẩn NATO và vẫn giữ danh hiệu là một trong những dòng tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại nguy hiểm bậc nhất thế giới hiện nay.